phải nói là con dễ thương. Dạ con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Gương mặt con nó không phải phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thật sự là nó hơi giống giống mà rất là dạ, xinh luôn. Ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người. Con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi, giỏi dữ vậy. Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi ngon lành ơi. Mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Rồi, nhà gái mình giới thiệu về bản thân đi nào con. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sanvion Hàn Quốc. Con làm quần mấy Quỳnh Như? Dạ con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh, dạ. Rồi mời nhà trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý. Năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người. Con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi, giỏi dữ vậy. Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi ngon lành ơi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Linh, một con bé xinh xắn giỏi giang hiếu thảo như thế này, ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nói cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con, cho nên là con không có thích được. Con có thích? Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn đúng không? Dạ. Bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Em thì có một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay, tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng. Em có thể nhờ anh Quyền Linh... Nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ, có thể là anh Linh dùng thử bên kia. Nói dạ. Nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe. Dạ có. Có cắt sẵn, không có cắt sẵn. Trời ơi cái gì, bình tĩnh đi. Nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi xin quá vậy trời địch. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ăn ấy đi, ha. Ăn bánh đi nhà gái dạ, coi sao. Chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Ăn thử chị thay đi. Mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ con cảm ơn cô. Con ăn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi ông nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ừ, ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Phải để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nghe. Yeah. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Yeah. Đau lòng. Phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Gương mặt con nó không phải phải là xuất sắc như thế. Dạ. Nhưng thật sự là nó hơi giống giống mà rất là xinh luôn. Mấy mối tình này. Dạ con cũng có một vài mối tình. Vài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau á, cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều còn nổi thôi. Nè, dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ,
3 mối tình. 3 rồi hả? Bên kia một dài, bên đây 3. Mối bên dài nhất là một thập niên mà 3 năm thì... 3 năm hơn một chút, 3 năm. 3 năm hơn. Dạ. Sao chia tay? Dạ vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau. Nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha. Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có, có luôn. Tâm lý và chiều chuộng con ơi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ, dạ thích, con cũng biết thích nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1. Tìm không có có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ, dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn dạ. kết, trời ơi, là những người độc thân chơi chung với nhau. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Chào em gái. Chào dạ, các quý vị khán giả đang xem chương trình Vẫn Muốn Này Nọ. Hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là Hành Trình Kết Nối. Một cái group này thì được là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết rồi. Cảm ơn em. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có món quà như vậy nè. Cái này là cái tai nghe. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái của Như ra đi coi tặng gì nè. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Cái gì vậy Như? Cái đó cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. Nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được thôi. Con, cái hộp nó nhỏ lắm con. Rồi, các bạn về chỗ đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời. Quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh rất là nhát gái. Thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được. Nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân nó cũng xa nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đó với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu.
Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50% của công việc và 50% của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à. Dạ. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bệ bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sao. Em đừng giận anh cái vụ đó. Cái đó dạ. Tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó. Anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không, để anh có gì anh sẽ cố gắng? Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không là một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Dạ. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi. Em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm. Nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì. Nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Tầm 1 năm là vừa. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa nhỉ? Về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi. Tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho anh ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? Quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng. Mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến đó luôn, thì nó không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Để xoay sở đó. Đúng rồi. Dạ. Cái đó là quỹ hồng. Hai đứa đến với nhau nắm tay nhau. Để truyền cảm xúc cho nhau. Mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó. Mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt? Em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất với, nhìn, với Phạm Băng Băng nhìn. Việt Nam đi. Anh chỉ biết... 10 mấy năm rồi ế quá trời đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi trở về ghế ngồi, còn bấm em nút quay, hay không là quyền anh. Của cô ấy. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá, muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Dạ, nóng trong người.
Thấy trái tim mình nói sao? Dạ, đang đập rất là mạnh. Bây giờ bạn trai làm cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn gái. Dạ. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh cá tính đó nha. Mời nhà trai. Rồi, ngồi xin mời nhà trai. Gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên em gửi lời đầu tiên đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ. Em sinh năm 1995. Sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học. Vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn. Nói chứ 95 là cũng đến tuổi cặp kê. Vũ có điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Con rồi, quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ, chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo? Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được, nó lớn lên. Được chứ em? Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? Dạ, tại con thì ngày xưa... Nói lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an. Tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm. Cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính Quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá, không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của con là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vui vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc, dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ, chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải mình... hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Dạ. Cao hơn con? Dạ, con thích... cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi, yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngâm ngâm. Có da trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có da trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có da trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi, con có mấy mối tình rồi? Vũ. Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ, ở ta là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con... ở đâu? Thảo ở... Thảo ở đâu vậy? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây, đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi, thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ, hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng khẽ như con không? Dạ. Răng đều đẹp. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay?
Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá, niềm dạ niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và có cô gái khác. Trời, dạ cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội nghiệp. Cô chủ động kết thúc mấy chú trong quân đội. Tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa làm kỷ luật. Kỷ luật thủy chung son sắc. Đó. Thôi mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Dạ. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nghe. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Ha. Chào Vũ. Dạ chào cô. Ừ. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười coi có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ, bữa nay Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội. Với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Đặc biệt trong thời gian gần nhất, đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn. Xin cảm ơn. Rồi, hôm nay bạn Thảo đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em. Và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn nè. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo. Cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ, thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu. Dạ, nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo. Tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được, nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Gạo luộc. Dạ, trời thì ơi, cũng tương mà nó... Dạ, nói chung là anh Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở rào. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đã, đứng lên tặng nè. Để chờ anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao, nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly. Cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ dạ em cho anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Vậy thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần.
trừ những hôm mà anh trực không để thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Dạ. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Kiểu tiến tới hôn nhân rồi. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động, nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được, tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Cổ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào. Tấn công, quyết chiến quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Không nhát cái gì, nhẹp. Chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu. Nói chuyện nhẹ nhàng, chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo, kỹ càng cho em. Em tin tưởng anh vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin nhiều người. Chỉ là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok. Sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nghe. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm như vậy đi. Ừ, rồi nào, một. Không thích không cần bấm. Hai. Ba. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách cách. Ok con. Mặt xanh lét hết trơn. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh hết trơn. Làm sợ với Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Cháu chào hai bác. Con tìm hiểu Thảo thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau, tiến tới hôn nhân, dài lâu đến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái rồi. Xin hai cái đi. Đó. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ cái anh nha. Dạ, Vũ bây giờ chủ động Vũ. Nào? Mạnh chủ động lên Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Cho anh xin cái nữa. Đó. Thương gì đâu, cưng quá rồi nè. Để nên chủ động, xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Khách xin mời chàng trai tiếp theo. Rồi, ngồi đi bạn. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ thì hai bạn có thể giới thiệu về nhau mà nói lớn lên nha, để cho người kia nghe luôn. Mời bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh, rồi, em chào chị Nam Thư, là chào bạn nữ bên kia. Em tên là Hát Hổ, em sinh năm 1991. Em tên gì em? Hát Hổ anh. Hát Hổ hả? Hát Hổ anh. Hát Hổ là cọp đen anh. Hát Hổ hả? Dạ, dạ. Nghe đi anh. Trời ơi, nói nghe tụi nó khát khổ.
Hổ đến từ đâu? Em đến từ Phú Yên. Hiện tại là em là nhân viên kinh doanh, kiêm thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời công ty Khải Minh. Rồi bây giờ xin mời bạn nữ. Chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào anh bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Liên Khương, em năm nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Trị. Em làm nhân viên văn phòng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trời, giọng dễ thương Liên quá. Liên Khương, cả hai bạn hôm nay tên ai cũng đẹp hết ha. Bây giờ Liên Khương, em nói một ít về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em đi. Ưu điểm của em là chân thành và biết chăm lo cho gia đình. Còn nhược điểm của em thì hơi hầu đầu một xíu. Em đi em đi hay em hay bị vã đồ á, rồi hay bị rớt đồ bể đồ á. Rồi còn gì nữa không? Bình thường thì em cũng ít nói. Nhưng mà quen rồi thì em sẽ nói nhiều hơn. Rồi bây giờ mời Hắc Hổ. Dạ, ưu điểm của em là em rất là nhiệt tình, bạn bè của em đối xử rất là tốt. Những người mà tiếp xúc em một hai lần thì họ cảm thấy em là thằng này ít nói. Rồi, đường tình duyên của Liên Khương thế nào? Dạ, em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là kéo dài 3 năm, là lúc đó em cũng yêu người bạn cấp 3. Mối tình thứ hai thì em quen bạn ấy đi du học Nhật. Nên cả hai chia tay. Dạ, bởi vì khoảng cách xa, không yêu xa được. Nhưng mà chị nghĩ là với một cái cô gái xinh xắn, dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng như em thì chắc là mình đi làm thì cũng có đối tượng dòm ngó, đối tượng tán tỉnh thả thính chứ ha. Nghe giọng là anh biết có hàng trăm chàng trai thả thính rồi. Đúng rồi. Khỏi cần nhìn mặt nữa. Giọng con gái của anh chị xong nó dễ thương quá trời đất luôn. Còn Hắc Hổ. Dạ em cũng có hai mối tình anh. Một mối tình của em là thời sinh viên. Mối tình sau thì em qua bên Lào á, em làm cho Hoàng Anh Gia Lai. Thì ở đó em cũng quen một cô công nhân, nhưng mà do sự bất đồng ngôn ngữ thì thành cô, ra... Em quen cô gái Lào hả? Dạ. Ôi hay vậy ta. Tình yêu cô gái Lào với tình yêu cô gái Việt Nam nó khác xa nhau không? Nó khác ngôn ngữ thôi anh. Cũng giống ngôn ngữ thôi. Còn mọi thứ giống nhau. Dạ giống nhau anh ạ. Có gì là lạ không? Không, nó không lạ gì hết anh à. Anh Linh hỏi kỳ ghê. Ví dụ như em một nói... hai mắt hai tay một miệng một mũi. Chứ có cái gì khác nữa đâu. Có nhiều cái là lạ lắm em. Dù giờ em nói anh yêu em nói sao? Tiếng Lào. Ai hát nọ. Hả? Ai hát nọ. Dạ. Anh Quyền Linh số quắc thì nói sao em? Ai Quyền Linh bon ngàm. Ai Quyền Linh bon ngàm. Tôi không thích nói câu đó, tôi nói thích câu dễ thương đi. Nói sao? Ai Quyền Linh ngàm lai. Ngàm lai hả? Ngàm lai. Ô, mấy anh nhầm like. Hắc Hổ ơi. Dạ. Thực sự cái tên của em nghe nó đúng là thiện hổ báo lắm luôn á. Nghe là thấy dữ dằn liền. Dạ là hồi xưa ba em thích coi Thế Giới Động Vật á chị. Ôi. Cộng thêm là cái lúc em sinh ra là cũng hơi đen đen á. Thành ra bố em ghép cái tên hát với lại tên hổ Thế Giới Động Vật thành Hắc Hổ á chị. Mai mà lúc đó bố em thấy con hổ lên trên truyền hình. Chứ lúc đó bố em thấy con heo chắc đặt. Hắc heo mà. Hắc hợi. Tên quá dữ luôn. Bây giờ đàn gái cho tôi biết đi, muốn tìm người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm một người chững chạc, tâm lý một xíu. Tại vì nhiều khi tính của em cũng nóng dần lên ấy, thì cũng hơi bị dữ. Nên phải nhường em một xíu. Em dữ lắm hả Liên Khương? Dạ. Em đập đồ hay em nhào vô đánh người ta? Em đánh. Đánh luôn hả? Đánh luôn ở nhà. Trời ơi, bên đây hắc hổ. Hắc hổ đi. Tên mình vậy mình cứ chịu đòn được không cưng? Dạ em khỏe lắm chị ơi, yên tâm đi. Khỏe không? Dạ khỏe. Khỏe về mọi mặt không? Dạ em cũng có giỏ nữa nè, yên tâm đi. Em có giỏ luôn hả? Dạ. Hồi ra mua thử nha. Dạ. Vậy thì mẫu người lý tưởng của em như thế nào hả hắc hổ? 1m50 trở lên là được chị. Hiền, biết chăm sóc gia đình. Anh nôn nóng qua xem đàn gái quá. Để coi cô ấy giữ cái nào mà nhào vô đánh ta luôn ha. Ở em chứ mày. Không sao hết trơn. Chào cô gái Quảng Trị. Chào anh. Có bao giờ đánh ai chưa? Có. Trời ơi, có nào cũng nói hồi nóng nhào vô quýnh tôi luôn không? Không, nhân nghĩ em không có mức đâu dễ thương mà. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng, vũ phu. Em có thể vũ nữ được hả? Nhưng mà em không cho phép ta phụ vũ phu đúng không? Dạ. Không, em không thích hút thuốc. Em không hút thuốc. Không có, không uống rượu luôn. Cầu bia rồi. Lúc em phải tiếp khách hàng. Đúng rồi, đâu bây giờ bia rượu một tí xíu để đi làm việc, giao lưu thì không có vấn đề rồi. Gì cả. Nói thôi chứ cô gái bên đây đó,
có đánh em cũng cười à, không sao đâu. Cô dễ thương lắm, cao lắm, lắm. Cô vô cô anh này vậy thôi. Coi đàn trai tôi coi hắc hổ chứ cái mặt không có hổ. Cái này thuộc về mèo chứ không có hổ. Trời, chào anh hắc hổ. Dễ thương lắm à. Bạn có thể cho Phương hỏi là điều mà bạn không thích ở phụ nữ là gì không? Là sự giả dối và tính càm ràm. Vấn đề gì ví dụ có sai là nói một lần rồi thôi, đừng có đi nói lại đúng không? Đúng rồi chị. Đúng không? Đừng sợ. Không ai được cái tính hết Hưng ơi. Ta nói hoài à, ai cũng vậy cho nên ta nghĩ nói một lần lắm. Em nói một lần nha. Không có đâu, em cũng nói hoài, anh còn nói hoài đúng không chị em? Em nói một lần nha. Nói tới 2-3 lần được mà nói tới 5 lần trở lên là thấy đau đầu anh à. Thấy không? Dạ. Rồi gì nữa? Cao, lùn, mập, ốm. Sao cũng được. Dạ. Sao cũng được. Con gái được. Nghĩa là con gái là được anh à. Con trai được không? Ồ không anh ơi. Chị sợ lắm. Còn em? À, em để trên bàn chị thấy là bây giờ em muốn bây giờ luôn không? Cái gì vậy? Để cái gì vậy? Em đem theo hình của gia đình em á. Anh xem giúp em là có giống ba em không? À tức là em muốn người giống ba em hả? Mẫu hình là giống ba đúng không? Hơi xíu xíu. À ba em là ông nào? Nào đâu? Đây nè, đây nè. À hình có một anh lên anh quá đáng ghê. Thì có hai người anh đâu biết ông nào. Cái ông này, ông này mới ký ông trẻ măng. Sao đẻ ra được này? Ủa Liên Khương cũng còn trẻ mà. Ông này cũng có thể sinh ra Liên Khương được mà. Coi gì giống ba không nha. Giống mà anh. Sao giống được. Nó cũng chưa hói lắm mà. Bác ở đây rất hói. Là phúc hậu nha. Dạ. Nè mọi người thấy không, ba Liên Khương nè. Hình như ba Liên Khương giống Quyền Linh hơn. Rồi bây giờ anh đoán đi, trong bốn người này ai là người đang nói chuyện với em? Anh đoán đi. Trong bốn người đó ai là Liên Khương? Em đó là người áo vàng. Sai rồi, rồi xong luôn, mất cơ hội luôn. Tôi còn không nhận ra anh. Đó. Liên Khương đứng ngoài bìa này nè. Ủa là sao vậy? Bán sai rồi, chúng mình nói sai rồi, qua cái này đi mất điểm rồi. Trời ơi, tôi đoán còn ra đưa cho hát hổ đoán sao được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân. Hát hổ hôm nay hát hổ đi với ai? Em đi cùng ba và sếp em và mấy anh em làm trong công ty em. À, dạ, con xin chào bác. Dạ. À, xin chào tất cả ở hội trường. Tôi là ba của Hắc Hổ. Dạ. Đến từ Phú Yên. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ gặp gỡ. Hai đứa có tạo cho nhau cái điều kiện, cái cơ hội để đến với nhau. Còn cái bổn phận của làm cha làm mẹ là bao giờ cũng muốn cho con mình ổn định cái cuộc sống. Dạ. Tôi thấy con dâu tương lai mình được không? Nhận xét của bên trai thì thấy rằng em rất dễ thương. Em nó có đánh con thì thôi cũng ráng chịu chút ít, không sao hết. Cho hỏi sếp cái đi. Sếp gần gũi ngày nào cũng gặp nhân viên á, sếp dạ, thấy sao? Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ. Thì em xin đại diện công ty là nhận xét về Hổ. Hổ là một người rất là hiền lành. Khi mà Hổ mà nhận được cái chương trình là đi quay phim là Hổ rất là lo lắng. Nói anh không biết là kỳ này bạn gái làm sao. Thì em có nói với Hổ á, có nghĩa là khi mà đến đây á, chủ yếu là duyên nợ thôi. Có duyên là đến với nhau là được. Dạ. Rồi, cảm ơn sếp rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ gặp bên đàn gái đi. Dạ, em đi với xịt của em và người nhà của em. Rồi, cho gặp người nhà trước đi. À, dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Và chào hai bạn. Em là anh con cậu của Liên Khương. Thì nói chung anh em thì chơi hồi nhỏ tới lớn nên cũng hiểu một phần tính cách của Liên Khương là một người rất là tốt. Thông qua chương trình này thì có thể hai bạn trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu rõ hơn về nhau. Rồi cảm ơn dạ, em. Chị sếp chị có muốn nói gì không? Em thấy là bạn trai bên này thì cũng được. Đàn ông biết bao dung, biết yêu thương đủ thì sẽ có một người phụ nữ luôn luôn đứng bên cạnh mình. Rồi cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào đi cho Liên Khương với lại Hắc Hổ gặp nhau rồi tính tiếp ha. Mở rào. Bắt đầu đi Hắc Hổ. Anh có hai món quà tặng em. Thứ nhất là con gấu bông này, nó thay anh luôn ở bên em để quan sát em. Còn cái hồ của anh đây là rất là nhiều nè, thể hiện cho tình cảm của anh cũng dành cho em rất là nhiều. Cài định vị gấu bông để quan sát theo dõi.
À, đây là cây ba, giống cái tính cách của người con trai ấy, lão nói rất là to, là rộng, thì nó thể hiện cho tình yêu thương, bao dung. Thì em mong muốn người đàn ông của em ấy là một người biết hiểu em và thương em. Anh hiểu. À, xin lỗi hát khổ nha, thực sự hồi nãy là em đoán đúng. Dạ em biết mà. Hồi nãy là em đoán đúng nhưng mà chị cố tình nói là em đoán sai để coi thử cái cảm giác của em như thế nào. Thật sự anh gặp em là như tấm hình của em rất là xinh. Anh cũng hơi bất ngờ thôi. Anh là những lần tiên tham gia cái chương trình lớn như vậy, anh thiệt là rất là hồi hộp. Ủa chứ có mấy người kia tham gia mấy lần rồi hả? Dạ. Ai cũng có được tham gia có một lần thôi chú. Dạ, cái tính của em hồi xưa cũng nhút nhát anh ạ, thật ra em cũng hơi run thật. Nhưng mà về cái sự bao dung như em nói, anh làm được. Hiểu em thì anh sẽ hiểu dần dần, chứ không thể một hai ngày hiểu được. Đúng rồi, em nghĩ là phải cần thời gian. Em thì anh có vẻ hiền, chắc là có thể chịu được cái tính của em. Anh hiền là chắc rồi đấy. Nhưng mà anh không biết là em đánh như thế nào thôi. Anh sợ điều đó lắm. Không, chỉ phụ nữ mà chỉ cào cào thôi, chứ không có vụ mà lên gối trắng chỏ quay sân phi rồi vậy đâu em. Bây giờ em chào sao em múa vỏ cho cô thấy cái gì để cô không có đánh em nè. Đúng rồi. Ừ, nè, nó học vỏ đó. Mình vô mình dằn trước cái liền cưng, về sau này đỡ bị đánh em. Đúng rồi, bắt đầu đi hổ. Dạ, đi. Đây. Đó. Trời ơi. Đứng trước mặt thôi, đứng gần gần tôi thử. Bắt đầu. Không làm được anh ơi, phụ nữ em. Phụ nữ nào em đứng diễn cho cô thấy. Em đừng có nhìn, em đừng nhìn lên cưng, nhìn thoảng hẳn mặt chị nè. Dạ em chỉ người này em ghét thôi. Rồi em quay ngược lại, Dạ. Đó, quay hướng bên kia. Đó. Anh Linh. Hả? Linh, đây Linh. Cái gì? Đây, vô em. Đó đi chứ. Đừng. Dạ em anh. Em cũng mong bạn nữ như vậy anh ạ. Trời, nó chơi chứ à. Làm sao có thể đánh phụ nữ ha. Dạ, dạ đúng rồi. Phụ nữ dùng một cành hoa nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện hẹn hò đi. Để đưa mà đi đến đấy ấy. Thì em có nghĩ vài câu thơ. Em em cứ đọc đi bé. Bạn em cứ đọc đi cơ. Em về điểm phận Tô Sơn. Tình xưa tôi đã không còn vẫn vương. Nếu anh bên ấy có thương, đừng quên những nụ cuối đường có nhau. Dễ thương. Thực sự em đến đây là khi mà đến là em rất là run. Em biết là sẽ gặp người như thế nào. Nhưng mà nhìn thấy anh ấy thì có vẻ hiền lành. Thật sự là anh thấy chương trình này rất là vui. Mà còn vui hơn nữa được gặp em. Anh thương em như thương cây bàng non. Cây nhớ ai làm sao biết được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài bớ rồi. Trời ơi, anh thương em sẽ không cần trước sau. Hết thời gian. Chúng ta hãy để tay mình nút bấm nhé các bạn. Đã đến giờ phút mình kiểm tra lại con tim của mình rồi. Để xem anh có chăm sóc em như cây bàng non hay không. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Rồi, đứng lên. Hãy nắm tay Liên Khương đi hát hổ. Hiện nay thì tôi tin chắc rằng gia đình của Liên Khương cũng đang xem đó. Nói đi. Dạ, con chào em bác, chào mấy anh, mấy chị ạ. Là em hứa là sẽ cố gắng là một người tốt để cho Khương tin tưởng và sẽ chia cho Khương. Khương nói gì với bác đi Khương? Bác trai. Con chào bác. Hai đứa con ấy gặp nhau thì là có duyên. Con cũng có mong muốn là nhà hai đứa sẽ dần dần hiểu nhau. Mà nếu mà được ấy, nếu mà được mình tiến tới hôn nhân thì mong gia đình đồng ý. Dạ, xin phép mọi anh. Người chúng ta đặt nụ hôn đầu tiên. Chạm nhé. Nếu chúng ta bấm nút bằng trái tim của mình thì chuyện đó là bình thường.